Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Tùng Lò Gạch. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn đội hình đắt tiền nhất của mình để mình tham gia vượt ải Notpool nhá. Còn trước khi vào video thì chúng ta sẽ làm công việc mà chúng ta coi là đấy là nghi lễ cầu may. Yeah. Chà nào, 0.02% à, quả này tôi sẽ zoom ra thôi. Zoom ạ. Ôi trời ơi. Khác với mọi khi thì hôm nay tôi không đem con Scientist TV nữa. Tôi quyết định là chúng ta sẽ quẩy cái đội hình nhiều tiền nhất, đưa ra sân cái đội hình sáng chói nhất của tôi ở trong cái thị trường chuyển nhượng mùa này. Không gì có thể tuyệt vời hơn khi mà các bạn cầm những con tướng này ở trên tay và các bạn đứng ở giữa quảng trường. Anh em sẽ bu vào, ôi tướng xịn thế, che đi. Xong người ta sẽ liên miên mời các bạn và các bạn không thể đi được. Rồi, DJ của tôi lên nhạc rồi các bạn ạ. Một khúc nhạc Giáng sinh tuyệt vời. Đây có thể coi là đội hình tương đối đắt ở thời điểm này. Có con nào đắt hơn nhỉ? Hay là mấy con này đắt nhất rồi nhỉ? Titan, Corrupt, Chef TV tương đối là đắt tiền rồi các bạn ạ. Nhiều người nhìn vào cũng đáng để ghen tị rồi. Okay. Thật là để qua cái map này thì các bạn chỉ cần mỗi con DJ thôi. Tuy nhiên để thể hiện sự mồ mè một chút, thể hiện sự quan trọng một chút thì chúng ta có thể trưng ra những con tướng này. Dù bạn có mạnh đến đâu, dù bạn có đắt đến đâu thì các bạn cũng cần một người đỡ đầu. Và tôi lựa chọn anh DJ của chúng ta. Rất là phù hợp anh DJ, tiền rẻ, đánh AOE rộng, chưa kể anh ấy lại còn có một tâm hồn miệt mài nữa. Quẩy nhạc đêm ngày, chúng ta vừa nghe vừa vui vừa phấn khích. Anh ấy đang hai. Đội hình này của tôi bao gồm một Chef TV, một Spider TV và một Corrupted. Rất là đắt giá đúng không ạ? Mỗi một cái con tướng này ở ngoài thị trường chuyển nhượng, kể cả là chợ đen đi chăng nữa thì cũng rất là đáng giá. Nói chung là cái map Notpool này thì nó rất là dễ rồi. Bây giờ chúng ta nó phù hợp với nhiều đối tượng hơn rồi. Chúng ta chỉ cần quẩy từ từ thôi, chúng ta cũng qua. Đấy, một anh DJ, một anh bán pizza, một cái TV có chân và một anh chàng lãnh đạo biết chống tay và gật đầu thôi. Tôi phải nâng DJ lên thôi. Thì sau khi DJ lên mắc thì cái tầm đánh của nó rất rộng nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn này, sau khi DJ lên mắc cái tầm đánh của nó này, toàn bộ cái giải này, đây đến đây này, lại bị đánh đến đây này. Thấy chưa? Các bạn lưu ý nữa, cái tầm đánh rộng này nó có ý nghĩa là khi mà bạn ở trong cái vòng tròn của nó càng lâu thì bạn càng mất nhiều máu. Cho nên là DJ nó thật sự là rất mạnh đấy các bạn ạ. Các bạn đừng khinh thường của nó nhá. Trong cái đam của nó chỉ khoảng 1.500 thôi nhưng mà thực sự là nó đang rất mạnh đấy. Bây giờ tiếp tục tôi sẽ xây Chef TV để giảm bớt cái tốc độ của quái lại. Ui giời, lạc quá các bạn ạ. Cái bên tôi giật đùng đùng. Ồ, có tiền rồi anh em ơi. Không biết còn con nào đắt hơn nữa không? Tôi nói tôi nghe đâu ấy, có một cái con tướng nào đó mà như là chỉ có khoảng độ mấy chục con thôi sao ấy. Anh em mà có thông tin thì nói cho người khác biết nhá. Đấy, cho cả tôi biết luôn, tôi cũng mù về cái khoản này lắm. Rồi, đến wave 22 tôi đã mắc 3 con Santa để xây tiền rồi. Lúc này anh em cứ nhẹ nhàng mà anh em quẩy thôi. Rồi, bộ outfit trận đấu xuân của tôi. Đấy, hôm trước tôi có rủ mấy anh em mua bộ outfit này để anh em vào quẩy với tôi cho vui nhưng mà nghe chừng là không ai dám mặc cái bộ đồ này ngoài tôi cả. What the hell? Sau khi quẩy xong Chef TV thì tôi sẽ lên con thứ hai, đó là con Spider TV đấy anh em nhá. Nhân sinh của tôi dễ nghi ngờ cái đội hình này lắm, không biết ông ta sẽ chống được đến bao nhiêu thôi. Tuy nhiên thì đội hình này cũng rất là mới mẻ đúng không ạ? Chúng ta mang đội hình toàn các công tử bột đi. Được chưa? Một thanh niên mê nhạc sàn này, một thanh niên mê làm bánh này, một thanh niên là lãnh đạo Hà Nội. Ăn bánh, tất cả ăn bánh hết, ăn bánh. Có con ấy rồi bạn ạ, có con tự sát rồi. Rồi, như vậy là con Corrupted Cameraman của tôi cũng đã max level rồi. Có những bạn đã giải thích cho tôi tại sao con này không có hiệu ứng. Bởi vì là con Corrupted Cameraman này nó là người của thế kỷ trước anh em ạ. Nên là nó không có hiệu ứng, rồi không sao cả. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà nhà phát hành có thể update cho chúng ta được cái con camera này lên thì chúng ta cũng có thể là có thêm một tí hoành tráng đấy. Như vậy là đội hình đầy đủ của tôi đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Một TV nhá, một camera, một đầu bếp. Toàn các thanh niên công tử nhà giàu thôi. Okay. Các bạn cứ tưởng tượng các bạn có cái TV, khi mà cần xem cái gì các bạn bảo TV lại đây. Các bạn vào nhà vệ sinh, TV lại đây, cho anh mở cho anh kênh này kênh kia. Đấy, ngồi trong nhà vệ sinh ra hiệu, tôi sẽ xây đều các con luôn. Đấy, Spider TV đã chạy ra rồi. Chiếu 3 cái màn hình liền. Quẩy nó anh ơi, quẩy nó đi. Max level rồi, đội hình công tử bột này khá là ok đấy anh em ạ. Sao nào, đội hình công tử bột ạ? Sao con niệm của tôi bỏ đi đâu này, lag rồi. Xời, liên tiếp các pha phát bánh pizza thẳng vào mồm đối phương. Thanh niên nện còn ra dọa dồ nữa. Bật TV chiếu thẳng vào mồm đối thủ. Nhưng có vẻ nó đang bị lag các bạn ạ, nó chạy khắp nơi. Con niệm của tôi này, nó bị lag, nó chạy khắp nơi. Ok, giờ có vẻ đỡ hơn tí rồi. Tôi sẽ xây thêm con DJ nữa. Đừng khinh DJ anh em ạ.
các bạn nên, nếu bạn nào mà đã chơi DJ rồi thì các bạn sẽ biết là nó mạnh một, cũng tương đối đấy, không phải là dạng vừa đâu mà là dạng giòn cơ. Con DJ này khá là khỏe đấy anh em ạ, không thường đâu, mặc dù đam chỉ có 1.500.000 thôi. Chúng ta đã đi đúng quay 38 rồi. Đội hình chắp vá này trông vậy là mỗi thằng mạnh một khía cạnh mà cũng được đấy các bạn ạ. Trông thì có vẻ không đoàn kết đâu, nhưng mà thực ra lại rất kết đoàn. Cơ bản thì chúng ta chẳng có việc gì làm cả. Các bạn ơi, đi nhanh lên. Đi nhanh lên ra kia tôi chết đi. Chấp chúng mày một đoạn. Con infected, con Titan bị lây nhiễm này. Của thân con Titan này quá. Ăn bánh pizza chết rồi các bạn. Mấy thằng bột câu này, chắc lại. Lấy thân mình chém bánh pháo. Con boss toilet chết. TV của tôi ra dí cho thì hư người. Tôi vẫn không cần dùng medic anh em nhá. Tôi không dùng medic luôn. Không cần medic anh em ạ, không cần phải là medic. Giật quá, mẹ giật cơ mình. Tự nhiên là bùm phát ấy. Tự nhiên là bùm phát giật cơ mình. Rồi, như vậy là tôi đã có tương đối đầy đủ rồi, tôi còn thiếu hai cặp nhện nữa. Không biết là đến khi quay 50 tôi có đủ không. Con chef TV vẫn hoạt động tốt anh em ạ. Không biết rằng là sau cái bản update này thì thứ tự hay là sức mạnh của các con tướng có gì thay đổi hay không. Hiện tại bảng xếp hạng của chúng ta vẫn là gì ạ? Đứng đầu thì vẫn là có khả năng là các bạn sẽ xếp chef TV lên đầu. Tôi thì tôi thích Godly hơn. Godly cũng khá là hay, nó là update Titan Cinema Man ấy. Khá là hay. Đánh AOE trải rộng mà trước đây nó hạn chế dùng là bởi vì là cái con Santa chúng ta chưa có đâu. Bây giờ chúng ta có đủ tiền để chơi nó rồi thì tôi nghĩ Godly cũng là một lựa chọn không tồi. Godly chef TV đấy là Sinister, có thể đấy là những cái con mạnh nhất. Con Sinister thì có cú bổ liềm rất là hay, còn con New Godly, con Titan Prison ấy, thật sự là anh em cứ chê con đấy chứ tôi thấy con đấy nó có cái quả đánh phần trăm ra được 500.000 máu ấy, cũng hay đi chứ. Too many rồi. Như vậy là tôi đã hết đơn vị để xây rồi các bạn ạ. Giống như cái việc kết bạn đấy, các bạn lưu ý nhá. Một số bạn có kết bạn với tôi ấy, nhưng các bạn bản thân các bạn đã full bạn rồi thì tôi accept các bạn không được đâu. Nên các bạn để ý cái chỗ đấy dùm nhá. Đấy, tôi ấn accept mấy lần rồi, đầu tiên tôi cứ tưởng tôi full bạn, hóa ra không phải là các bạn full bạn này. Ui giời. Các bạn ạ, đội hình này trông thì phọt phẹt nhưng mà khá là ok rồi đấy. Bên này thiếu một con chef TV Man. Chắc tôi sẽ hủy con này ra thôi. Xây cho đủ bộ. Rồi, chef TV Man đến đây. Chef TV Man đến đây. Quẩy lên anh em ơi, quẩy lên. Chết rồi, quay thì 49 rồi. Tôi phải bỏ bớt cũng chưa chắc đã tôi đã chết đâu. Đấy, hôm qua thoi thóp mãi còn sống cơ mà. Nhìn qua đầu con này, nhìn qua đầu con này. Đấm nó đi. Múc nó. DJ lên nhạc đấy. Lên nhạc lên cho đối thủ mày say sẩm mặt mày mà, say rượu mà chết. Quái quá khỏe anh em ạ. Rất may là tôi đã chọn strong hit rồi cho tất cả các con đây rồi. Tôi chọn cả first cả strong hit luôn. Slow burst những cái con ngớ ngẩn này lại. Nếu mà không có phương án slow burst mấy con ngớ ngẩn này lại thì có lẽ là tôi sẽ nằm dài đấy các bạn ạ. Khá là ok anh em ạ, không vấn đề gì đâu. Đội bạn vẫn ăn đòn đi thượng. Chạy đi bạn ơi, chạy đi, lên lên thuyền, lên thuyền. Cũng khá là đơn giản các bạn ạ. Đội hình nhà giàu này chúng ta cũng vượt quay dễ dàng. Tôi nghĩ là sau cái bản update này có thể là cái map not cool này sẽ, nó sẽ được nâng cấp, quái nó sẽ khỏe hơn, hoặc là có một yếu tố nào đó tác động đến game. Chứ còn hiện tại thì chúng ta chơi not cool nó dễ hơn Tuki Town rất nhiều, dẫn đến cái việc New Godly nó tràn ra quá nhiều. Xong rồi, rất nhiều tiền anh em ạ. Xong rồi, nội dung video ngày hôm nay đến đây hết rồi. Thì ở video trước ấy, cái video review UTC ấy, thì tôi đã giveaway 3 con UTC và 3 bạn đã đạt được giải thưởng, thì tôi đã liên hệ với các bạn rồi, các bạn nhanh chóng nhận thưởng nhá. Thế còn ở một cái trước đây có một cái vid ấy, có một cái giveaway nó nhỏ hơn, đó là Titan Speakerman, thì hiện tại mới có 2 bạn nhận thôi, còn một bạn nữa vẫn chưa xuất hiện. Và các bạn vẫn chưa làm xong cái giveaway đấy thì vẫn còn một slot đấy, nếu mà bạn nào rảnh các bạn có thể xem lại và các bạn làm nhá. Chào tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp sau, sau bản update episode 68 part 2 part 2 nhá. Chào các bạn.